Chào cả nhà, hôm nay là ngày mùng 1 mọi người ạ. Em Khánh. Em Thương, xin chào cả nhà mình ạ. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu năm thì Khánh và Thương xin gửi lời chúc năm mới đến toàn thể mọi người. Đây mẹ Thương đây, mẹ vợ và đằng sau là đại gia đình nhà em Thương ạ. Mọi người say hello các ạ. Năm 2023 thiệt là đông đủ luôn ạ. Dạ năm mới. Còn mấy ngày nữa. Hello đi con. Đây con hello đi. Hello xin chào. Chào cô chú. Chào cô chú. Cũng chào đi cá. Ông bà cô chú. Chào. Rồi thì sáng hôm nay thì cả gia đình Khánh sẽ đi chùa. Nên là nhưng mà trước khi đi chùa thì Khánh và Thương đang có một số tiết mục để trước khi đi chùa thì đây là tiết mục gọi là mong đợi nhất năm nay đúng không ạ? Đó cái này để Thương tiến hành đi. Tiết mục mừng tuổi đầu năm mới. Thì đây là các cháu các chị rồi các anh các chú nói chung là nhiều lắm. Để bây giờ đó mình sẽ tiến hành luôn nha. Đi luôn cả nhà đây. Rồi ok đánh quay rồi. Chào cả nhà đây con. Chào kia. Mình chào cả nhà. U cha. Rồi đây các Thương. Đây. Rồi vô. Vô vô. Nào xếp hàng vô. Vô vô. Nói chung là cái này là trẻ con có một tiết mục riêng mà người lớn có một tiết mục riêng. Đây là giờ tiết mục trẻ con trước đây cho các bạn nhỏ trước đi. Bác Thương đâu? Đây xếp hàng nha. Ai lớn đứng trước. Trước đây này. Ai đứng? Em đứng đây này. Em đứng đây nè Thương. Em cũng ra luôn. Trước đây kéo kia đây. Chị hai làm an ninh đi, đội an ninh bảo vệ đi. Em môn hả? Lên rồi. Nào em môn. Lên. Được. Chúc cô bé an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trăm năm. Sớm sinh quý tử. Quý tử à. Được. Chúc mừng em đến rồi. Rồi, ai nữa? Bin này, anh Bin. Cô bé em trăm năm hạnh phúc, may mắn. Trong ngày sống. Nè, chúc hay là phong bì dày mà chúc không hay là phong bì mỏng. Đấy, đây là lựa. Năm mới có tầm bì mới nữa. Lọc lá về nhà vô chưa? Rồi, lì xì cho Bin. Cho Bin lì xì. Rồi. Rồi tiếp tục. Cô Minh nào? Quên rồi hả? Chúc đi. Thường cũng chúc lại các bạn. Chúc đi. Chúc nào cũng chúc cái gì cô thì em vui nghĩ vậy. Chúc đi, chúc sao? Chúc nhanh đi rồi mới đi dễ. Chúc nhanh đi rồi mới tiền tóc. Làm anh nhiều tiền. Năm năm kia mày xì con nữa. Cô dưỡng giá là dưỡng bán rồi em nữa. Chúc làm đỡ đất nhiều mấy mấy. Chúc chúc khỏe. Rồi, được rồi đó. Ngắn gọn vậy là được rồi. Tới đầu vô đây tích đường rồi. Chúc mình Minh nha. Của mình, rồi. Thế là, đây, đây luôn, Suka luôn. Trăm năm mạnh khỏe. Chúc Dương Khánh sao? Nhiều may mắn, nhiều sức khỏe rồi đào. Dương cảm ơn Xu nha. Rồi. Chúc Xu em mới học giỏi hơn nha. Rồi. Nhận được nhiều lì xì nha. Sức khỏe. Rồi chúc Xu nha. Rồi. Cảm ơn Xu. Mấy đứa này em lên. Hai đứa làm nước. Hai đứa mà làm nước. Rồi. Tốt lên. Cô Dương. Cô Dương. Mẹ mạnh khỏe, làm anh phát lộc, gặp được may mắn. Tiếp nữa. Nói câu nữa được hai phong bao. Hai phong bao luôn.
nữa nóng cho nó. Rồi ok Lizzy, rồi. Xin mới sức khỏe nha, học giỏi nha, nghe lời ba mẹ rồi. Rồi. Được rồi, để ơi, đến em ca. Em ca. Em ca luôn, ngồi hộp ca lên nào. Rồi, em ca lên. Em ca là túi này là đừng không vừa rồi nè. Chúc em ca ngạc. Ba chúc cùng ca đi. Ba chúc cùng ca đi. Rồi đưa cho ca đi. Đưa cho ca đi. Rồi đưa cho ca đi. Mừng tuổi Lizzy. Rồi cô bé Lizzy. À Lizzy. À đây nè. À Lizzy cho ca. Xinh đẹp không nha, học giỏi với con. À, rồi bây giờ còn ai nữa không? Ai đây? Đây. À, đây này đi. Anh Mẹ. À. Này cũng cô chú cồi mà chú cồi đi rồi. Có. Năm mới. Chúc mẹ năm mới sức khỏe. Xinh đẹp hơn nha. Nhiều nhiều lọc lá. Năm nay đông đủ rồi đó. À. Chúc mẹ năm mới mẹ cũng chúc cho hai vợ chồng năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Dạ. Cảm ơn mẹ. Nó năm mới nhiều tiền. cho mẹ dày hơn nữa. Mày thiết thực đó. Mày thiết thực đó. Cảm ơn mẹ nhiều nha, vợ chồng con rồi. Năm mới chúc mẹ sức khỏe, luôn mạnh khỏe rồi đồng hành với tất cả anh em tụi con. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi có thêm thằng viên mới. Rồi. Năm mới đi nhiều ngoại nữa. Rồi, giờ đến tiết mục Sao đối chứ mình chờ chứ. Không. Cái tiết mục quay đâu rồi? Tiết mục cho mấy anh chị đi. Nhỏ cũng có, lớn cũng có luôn. À. Rồi. Làm luôn em. Đó là nhà em là lọc lá hơn xui nha. À. Không có này để anh chơi cho, anh chơi đây, đây, chơi đây, cho. Đây, đây. Okay. Đó. Giờ, đây, em thứ mấy ta? Chị hai, chị ba, con đây đi ạ. Xếp hàng vô à. Mẹ cũng được cho luôn, mẹ cũng được cho lì xì rồi, bây giờ cũng chơi nữa. Bây giờ lọc lọc. Đã mà, coi kìa. Năm nay đỏ đó. Vậy rồi đó nha, nó vậy rồi đó. Rồi cộm rồi đó, tí nữa rút sợi sau. Hôm nay Khánh có một cái những phong bao lì xì như vậy để mừng tuổi các anh các chị của mình. Thì nhưng mà Khánh lì xì khác, các bạn nhỏ, các cháu khác. Cái này là nói chung là các anh sẽ gọi là dựa vào cái sự trong năm vừa qua may rủi như nào thì, hôm nay sẽ được nhận được phong bao như thế nhá. Có nhỏ có to, đó thì bây giờ Khánh sẽ mừng tuổi các anh các chị. Xin vô. Chị hai cơ đâu ạ? Mẹ nhận được rồi nhưng mà bây giờ mẹ vẫn được rút nha. Vô mẹ ơi. Anh không được rút ơi. À, anh không được sờ. Anh chỉ cần chọn số và rút thôi, may mắn của anh nè. Đây là anh hai nha. Anh hai. Hai chị nha. Anh hai. Chọn ba số 2. Cái này hả? Cái này cho hai. Hai là số 2. Rồi. Rồi xin mời anh hai. Cho anh hai tự rút cho anh rút là anh hai cứ ui tự nhiên mày rút. Rút lại không? Vâng rồi ok. Cảm ơn và chúc mừng năm mới, sức khỏe, công việc nhiều lần trước. Dạ, anh hai. Cố gắng. Dạ, anh hai rất là nhiều. Thôi chị hai. Chị hai ơi. Anh hai đẹp trai nhất nhà đó. Rồi. Chị hai xinh gái nhất nhà em đây. Trời ơi, ai cũng hối chị hai cơ đây. Trời ơi. Thì không được đồng vàng, nói chung chỉ lấy tay bốc ra thôi. À chị chọn một số may mắn nha. Đây là lọc lá của mình nha. Đó. Xin mời chị. 1 2 3 1 2 3. Rồi. Em mừng tuổi chị hai nha. Mừng tuổi chị hai. Gia đình luôn đầm ấm và hạnh phúc. Dạ. Rồi, mình chưa đến bắt giờ nha. Chưa nha. Anh ba. Ma đâu? Là anh ba. Giống như thường này là mình không được bóp, không được nặng, không được sâu. Không được. Có cầu nguyện không? Anh cứ cầu nguyện cho nó. Rồi anh ba. Rồi, chị ba đâu? Chị ba. Mau. Rồi. Dạ.
Vớ có một vé vớt ấy hay, anh hay quá hay. Chị Ba đâu nhỉ? Đâu đâu đâu? Chị Ba rồi. Rồi cho mẹ rút, cho mẹ rút. Chờ chị Ba, trong lúc chờ chị Ba cho mẹ rút. Mẹ rút. Sáng nay mặc áo đỏ mà nghe bông bao hơi hơi mỏng là lấy áo này mặc nha. Đâu, chị phải tay gọi tay bên kia, hàng xóm gọi tay kìa. Rồi, anh Thư đi, anh Thư đó hả? Vâng. Dạ rồi, vô vô. Đây anh Bốn, anh Thư Tư. Anh chọn từ trái qua đây. Rồi. Chị Tư vô vô vô. À đây anh Tư chúc đó. Mới anh chúc thầy chồng em. À, nhiều thành công trong cuộc sống, à, sức khỏe dồi dào. Cảm ơn anh Tư rất là nhiều. Rồi, bây giờ đến chị Tư có sức khỏe. Vô vô vô. Nặng nha, nặng nha. Người ta thường có câu á là cho đi sẽ được nhận lại. Đây, dây dây lắm nha. Rồi, ok. Tí nữa mình mới ra sau rồi mình hút giấy chốt nha. Có giấy chốt, giấy chốt. Rồi chị Ba. Đây là chị Ba. Trời ơi, nhà đẹp gái quá trời. Rồi chị Ba rút đi, nãy nghe mẹo của mẹ không? Ông rờ, ông sờ. Đó, ok. Rồi, hết chưa? Chị Bốn chưa rút mà, đúng rồi. Ai thấp nhất là sẽ rút được cái thẻ chót đấy. Chị Bốn. Chắc chắn rồi hả? Vậy là dồn rồi đúng không? Dồn rồi. Chị Bốn rút rồi. Còn anh. Đây, của anh đây. Cô bắt coi mà bắt coi chú coi đi chơi mất rồi coi. Bây giờ xin mời anh tôi anh cánh. Anh sẽ rút ngoài này. Để mẹ đó. Rút chưa? Mẹ rút rồi. Rồi, nhà mình nó rút đủ rồi đúng không? Không, ai cũng có rồi đúng không? Rồi. Còn có rút không? Không. Có chứ. Em rút hả? Đừng nói là rút hai vé nha. Rồi. Ba còn ba cái. Không, em rút cái gì đó. Còn hai phong bao này thì một bao là của em Út, nhưng mà em Út đi chơi rồi. Đó. Cho mọi người rút luôn. Cho mọi người rút luôn. Rút thế hả? Bây giờ 2 phong bao xử lý sao đây? Đúng rồi, bây giờ nói chung là 2 phong bao. Tính tính ra là bây giờ có 2 phong bao luôn á. 2 phong bao. Và bây giờ mở luôn đi ạ. Ai mở chứ đi. Không, không cho anh Giang. Rút đi cả nhà, rút đi con. Anh nha. Giờ anh Ba, anh đưa anh Ba. Anh Hai. Ô, hai chục. Chân này, cho chân luôn này. Rồi. Wow, to anh chục. Anh chục. Anh Hai, anh Hai. Mẹ, còn mẹ đâu? Chị Bốn mua trúng bánh rồi. Mẹ hình như không có tờ nào chứ. Sao không có tờ nào? Vậy là anh vô định gánh một cái tờ này. Ở đâu của anh đâu? Đây đúng không? Rồi. Không. Giờ ai còn ai nữa? Được rồi, anh vô đây còn 2 phong bao đây. Em là đó rồi đấy. Không có coi nha. Anh cũng hy vọng nha. Anh cũng hy vọng nha. Thấy chưa? Em lộn xộn nha. Hy vọng nha. Mẹ nói rồi, rút lên rút cái cao này mất kìa. Mình được năm chục. Năm rưỡi. Rồi, giờ anh nào anh ai giữa không? Rồi bây giờ là còn một cái nhỏ một cái to. Anh nữa rồi anh một cái nhỏ. Bây giờ anh chọn cái nhỏ anh. Hai. Hai cái này. Một lần cuối cùng cho người ưu tiên. Hai cái này. Đó, là một cái nhỏ một cái to. Bây giờ anh may mắn thì anh rút. Đó. Có nghĩa là cái này là lần rút thứ hai ưu tiên cho người.
ưu tiên cho người ít tiền nhất. Ưu tiên người ít. Nhưng mà có khi là nhiều tiền nhất nha. Có khi là nhiều tiền nhất nha. Ôi ơi. 500.000. Cuối cùng là rút nhỏ nhất đầu tiên nhưng mà là lớn nhất cuối cùng. Cuối cùng. Cái này của ai? Giống nhau rồi. Không. Yeah. Đây là anh ba năm nay đỏ rồi. Anh ba đỏ đó. Đỏ rồi. Đỏ nhất. Đừng coi cho anh Giang nha. Đó, em không có cho anh Giang nha. Đó. Nói chung là lộc đầu năm mọi người ai cũng được nhận rồi. Đó, cũng mà. Cái cuộc chắc đời quá. Một không khí quá rồi. Ông cũng đỏ mà. Tôi đỏ. Đỏ là ngon. Cỡ cùi. Trời ơi. Rồi, tiết mục năm nay đó rồi đó. À, tiết mục mừng tuổi đầu năm đã xong. À, thì bây giờ mình đi đâu em? Gia đình mình sẽ đi chùa. Rồi, bây giờ cả gia đình Khánh sẽ đi chùa ha. Đó, quý vị khán giả cùng theo dõi tiếp hành trình ăn Tết của gia đình Khánh nha. Chào cả nhà, thì hiện tại hành trình đi lên chùa đang bắt đầu. Thì Khánh sẽ quay cho cả nhà mình xem cái đường đi lên chùa ha. Đây là một trong những cái địa điểm mà cũng rất là nhiều người đầu năm mới sẽ lên để xin lộc đầu năm. Thì đây là một ngôi chùa mà Khánh xem qua một số thông tin thì nó là một cái hang rất là lớn, sau đó đặt là chùa hang luôn. Thì chùa hang này như thế nào thì Khánh mời tất cả quý vị khán giả cùng xem qua cái video clip này của hai vợ chồng Khánh nhá. Bây giờ là đang đi lên trên cái đường đi lên chùa luôn cả nhà. Em muốn nói gì không về chùa hang ở quê em không? Mọi người cùng em tham quan chùa hang, được gọi tên là chùa Thiên San. Mọi người có thể chọn lên và để xem thông tin và tìm hiểu về chùa Thiên San ở nơi em thương sinh ra. Mọi người không được trực tiếp tới đây thì mọi người có thể cả nhà mình có thể xem qua thông qua video của vợ chồng em cũng được ạ. Có dịp nào đó ai mà còn ngon nghỉ em thương mời về gia đình của vợ chồng em để được đi trực tiếp đồng hành cùng vợ chồng em đi lên núi chùa này. Núi chùa này lúc đây để lúc núi chùa này lúc nhỏ em thường hay đạp xe đạp mấy anh em, nói chung mà từ anh trai tới chị gái đó tụi em là lúc nhỏ hay đạp xe đạp, những ngày Tết hay đạp xe đạp lóc tóc vậy lên chùa. Chùa này kiểu là theo mình quan niệm thì nó rất là linh thiêng, là nhựa toàn là đá. Ngày trước thôi, còn bây giờ thì kiểu là cũng xoay lên lại, nhưng mà đá thì vẫn còn nguyên thủy như ngày xưa. Thì mọi người chút nữa thì nhiều cho em thương, còn chồng em thì có ghê đó, đó. Ở dưới hên xui đó, mọi người theo dõi thử nha. Rồi mời cả nhà. Đi qua mấy người đi thấy chưa? Cái xa kia kìa. Đó cái núi mà có cái cờ kìa anh, cái cờ nhỏ nhỏ đằng kia kìa. Đó. Đây là đường đi vào chùa hang. Đó mọi người đang đi về này. Đó đây em quay cho, bên này. Cảnh là đồng lúa. Chùa Thiên San này. Đây. Gia đình Khánh đi vào buổi trưa để cho đỡ kẹt đó cả nhà. Bên cạnh thì hai bên ruộng lúa rất là xanh ngát, đồi núi chập trùng. Khiến chúng ta đang hồi tưởng về một gọi là đi vào trong cái gì thiên nhiên hùng vĩ. Mình không phải là Nguyễn Nhật Vân thiên nhiên du lịch nên là có gì nói đó. Đây là mọi người trồng ớt này. Trồng ớt. Trời ơi. Ruộng ớt nha cả nhà. Ruộng ớt rồi ruộng. Đó mọi người về hành. Đó không? Thấy không? Đó, đây là mọi người đi lên chùa về đó. Ở đây không có gì ngoài là dừa thôi. Dừa rất là nhiều. Dừa nhưng mà rất là cao nha. Hiện tại là sắp vào đến chùa rồi nha cả nhà. Hiện tại xe đậu rất là nhiều luôn. Đó, không sao, không được ạ. Đó, rất là nhiều khách du lịch cũng như là mọi người ở đây đến xin lộc đầu năm. Có rất là nhiều xe từ các tỉnh khác về đây luôn nha cả nhà. Đó, ruộng ớt này. Ở đây người ta xem lẫn sánh nè, của mì với ớt nè. Sánh này tổng lớn nó trên mát rồi. Ở đâu có nơi cú luôn. Đây, đường đi lên chùa. Đứa cho chín mấy cái ớt luôn nè. Cối gãy nè. Ôi ơi, hay đó. Lý. Phân làng cải tiến hơn chứ. Đông như nào đó. Đây là đường lên chùa hang sắp tới đây nha cả nhà. Nghe núi chùa này rất là cao. Nó rất là cao nên là Khánh không biết sẽ lên được hay không đây. Lên được không Khánh phải nhờ vào các anh của mình. Đó, đó, nghe chưa? Tắm mặt rồi kìa. Nhờ vào anh trai của mình. Có anh đây mà anh bị què rồi. Có một anh bị si cơ bêu rồi. Có anh trai lực lưỡng, gọi là đặt niềm tin mạnh mẽ nhất vào anh, nhưng mà anh đã bị si cơ bêu đến cuối trận.
May quá anh đã, may quá anh đã quay chữ về nhà. Vào tao phục tiên chơi chứ bị liệt quỷ. Đó, à, mọi người thấy không? Xe cộ mọi người thấy không? Rất là đông luôn. Bên này trời ơi này. Đó, ở dưới này nha cả nhà. Xe lên thăm chùa quá trời quá đất. Đấy. Chào cả nhà, hiện tại Khánh đã có mặt tại chùa Hang. Thì bây giờ đang ở dưới chân núi, gửi xe xong rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi lên trên cái chùa Hang. Thì mời mọi người, mời tất cả mọi người sẽ cùng Khánh đi lên trên này xem sao nha. Đây thôi. Thì Khánh thấy xe cổ lên trên này luôn. Có anh chị hai đâu? Rồi mình sẽ đi đường này lên. Nắng nha cả nhà, hôm nay là tự nhiên nắng, nắng về nha. Nắng ấm đó. Được, các người đây về chùa là tàng nén hết. Là đi đâu là mang cái đó mà. Nãy chạy đâu được anh? Nãy chạy đâu không đây phía rồi. Chùa này hơi cao ha. Dạ, nắm. Bốc đầu không? Bốc đầu chứ gì, móc. Không có đấy đâu vậy, nó tự lên đường mà đâu không đấy đâu mà. Bây giờ chúng mình trong đó ăn nha. Mẹ đi, nhớ đi gần, giờ đi dài đi nha. Nó nói luôn em. Ừ. Hiện tại Khánh là tối rồi nhưng mà ở đây nó hơi cao nha cả nhà. Ở đây hơi cao luôn nên không biết làm cách nào để có thể lên được. À, ở đây thì Khánh thấy hơi bị động luôn đó. Rộng à? Ừ. Anh chị hai đâu? Đây bên đây rồi. Ở đây. Ở trong ở đây hơi bị nắng. Hôm nay là từ hơi bị nắng hả? Nắng luôn nhưng mà hơi bị. Giờ anh có mua lên đi không? Không. Cái ơi, Tinh ơi. Hiện tại Khánh đã lên đến gọi là chùa rồi. Còn cục đá trên kia chắc là không lên được, vẫn hơi cao. Chậm lên. Chậm lên á. Hai đứa chụp hình rồi. Đâu anh hai đâu? Mang chưa đâu?